Nghề xe cuốc của mấy anh em cực lắm nha các bạn. Mới giờ xuống cái là lật nguyên chiếc nó nằm gì luôn rồi. Rồi ngày phải mướn cụ bè đồ kéo mới được. Ngày 2-3 chiếc mới kéo ra nổi. Nhớt bọng vậy xì ra chân luôn nè. Quá trời luôn. Nghề anh em cực lắm các bạn. Rồi hôm nay không xong rồi lơ mơ còn không được nhận tiền. Đây là cái bờ xuống này. Dĩ dán đồ lật trơn rồi nè. Giờ anh em điện cầu cứu. Còn cần ở ngã như là đồ xe con nít đồ chơi nó. Cần ngã nằm như này nè các bạn. Này nghề xe cuốc của anh em mình thấy vất vả đó các bạn. Sáng thì xuống đây làm được mới có nhiêu đây nè các bạn. Mình chúng cái này cũng sên vuông cho bà con mình nha. Để chuẩn bị nuôi tôm. Mà giờ sập cái kiểu này đây là anh em mình coi như là hết mấy ngày trời nữa. Công sức bỏ công bỏ biển. Giờ anh em đang cầu cứu những chiếc xe cuốc bên kia hỗ trợ để kéo lên. Ngoài thành bình địa ở trên này. Ngẫm lên gì sao chưa nổi. Sáng chắc lật ở đây kinh hoàng lắm nha các bạn. Còn tài xế thì cũng may mắn là hôm sau thoát ra được. Lật ngang. Giờ là nhớt chảy đầy mướn hết rồi. Mấy cái này mấy miếng dĩ của anh em bắt để cho xe nó lên. Mong ngờ cái bờ để nó sạc cái gì nè. Trời góc này nhìn ớn thiệt chứ. Ủa xuống cái đây là cái chỗ cái tài xế ngồi nè, bay ra ngoài luôn. Còn cái bình nước vẫn giữ nguyên tư thế cũ luôn. Giải cứu cũng bất quả. Để giải cứu làm sao đang đợi xe. Còn gì nữa đâu trời. Xì ống nhớt thì chảy ra từ lưa chứ. Đây là nỗi buồn chỉ có những nghề lái xe cuốc với anh em trong nghề mới hiểu đó nha các bạn. Này là đất ở vuông các bạn ơi. Nó có thể là nó sạc bất cứ lúc nào. Mấy bạn thấy bình thường đất nó gì đó. Chứ khi mà mấy bạn là đưa máy vô làm việc á, nó dễ bị sạc lúng lắm mấy bạn ơi. Đất vuông. Này quá trời vậy nè các bạn ơi. Mình
quay gần cho mấy bạn thấy nha. Còn gì nữa nè. Giờ anh em tài xế nghỉ với lại đợi máy khác là giải cứu. Ngày quá khổ.